Thi Nhung. Và Thiện Hạnh thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV và Radio. Quý vị đang đến với phần tin Việt Nam thành đến tỉnh và ngay sau đây mời quý vị đến với những bản tin chi tiết. Thưa quý vị, bản tin mở đầu cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh cho biết nước giếng ở Hà Tĩnh bốc cháy như dầu hỏa. Múc nước giếng lên sinh hoạt, người dân ở xã Hương Trạch, Hà Tĩnh đang ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc và bốc cháy khi bén lửa. Chị Thái Thị Hiên, 39 tuổi, trú ở tại Tân Phúc, xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh cho biết, chị hút nước từ giếng sinh hoạt của gia đình lên bể chứa để sử dụng thì ngửi thấy mùi dầu hỏa nồng nặc. Múc nước lên, chị đổ ra chậu, phát hiện trong nước có nhiều váng dầu hỏa. 12 năm qua, giếng nước được sử dụng để sinh hoạt, ở nhà của chị không thể thấy hiện tượng bất thường này. Hiện tại, gia đình này đã chắc được hàng chục lít dầu diesel và cho đến ngày hôm nay, dầu trong nước giếng vẫn còn rất nhiều. Ngoài gia đình chị Hiên, giếng nước của 6 nhà dân ở xóm Tân Phúc cũng gặp hiện tượng tương tự. Nước múc lên bốc mùi dầu hỏa nồng nặc. Nhiều người đang nghi ngờ do bể chứa dầu hỏa bãi tập kết tại mỏ đá thạch cao của một công ty trên địa bàn bị rò rỉ. Thưa quý vị, hệ thống iFan đã im lặng trước cáo buộc lừa 15.000 tỷ đồng. Hàng trăm người đã tập trung tại trụ sở công ty cổ phần Modern Tech, tòa lạc tại tòa nhà số 68 Nguyễn Huệ ở thành phố Sài Gòn. Vào ngày 8 tháng 4, tố cáo công ty này lừa đảo chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng từ tiền ảo iFan. Công ty Modern Tech kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo iFan giống như một loại cổ phiếu có giá trị. Nhưng thay vì phát hành cổ phiếu, Modern Tech lại phát hành ra đồng tiền số này để huy động vốn. Công ty này cam kết với người đầu tư vào tiền ảo iFan sẽ được hưởng lợi nhuận thấp nhất là 48% một tháng. Thời gian hoàn vốn tối đa là 4 tháng. Ngoài ra, nếu nhà đầu tư mời gọi được người khác tham gia, sẽ được hưởng thêm hoa hồng 8%. Tuy nhiên, để tham dự dự án iFan, công ty cổ phần Modern Tech yêu cầu nhà đầu tư phải mua số lượng tiền ảo iFan có giá trị 1.000 Mỹ Kim, tương đương với khoảng 23 triệu đồng. Bằng thủ đoạn trên, các thành viên của công ty cổ phần Modern Tech đã mời gọi hơn 32.000 nhà đầu tư để tham gia dự án tiền ảo này. Điều đáng nói, sau khi các nhà đầu tư góp vốn 15.000 tỷ đồng, thì họ không được các thành viên của công ty này hoàn trả vốn lãi. Đến tháng 1 năm nay, tất cả nhóm Facebook, nhóm chat và trang cá nhân của các lãnh đạo iFan đều biến mất. Chủ tịch tỉnh lên tiếng vụ xã dùng tiền hỗ trợ của Formosa để đi du lịch. Thưa quý vị, bản tin cho biết xã biển Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch là một trong những xã chịu thiệt hại nhiều của sự việc môi trường biển miền Trung. Tuy nhiên, tiền bồi thường thiệt hại cho các thôn thì xã đã chi trả thiếu và sử dụng sai mục đích. Tổng kinh phí hỗ trợ cho xã Cảnh Dương là 1,4 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền về, Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương chi trả cho mỗi thôn 25 triệu. Số tiền còn lại xã chi vào những việc sai mục đích như trang trí cổng làng văn hóa, may tặng quần áo cho cán bộ hội đồng thẩm định, sửa chữa máy photocopy của ủy ban xã. Đặc biệt, xã này đã trích lại hơn 100 triệu đồng để dự định tổ chức đi du lịch. Ông Phạm Đình Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cảnh Dương phân trần, việc trích hơn 100 triệu để cho cán bộ đi du lịch đó là phương án ban đầu, nhưng nếu nhiều người phản đối, chúng tôi sẽ xem xét lại để lấy phương án khác phù hợp hơn. Nhân viên y tế chủ quan khiến cho bệnh nhân bị rắn cắn chết oan. Vào ngày 9 tháng 4, lãnh đạo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng báo cáo khẩn cấp vụ người nhà bệnh nhân tố bác sĩ đã tắc trách khiến cho chị Dương Kim Em, 39 tuổi, ngụ ở xã Thành Phú, huyện Mỹ Xuyên bị thiệt mạng. Người thân của chị em cho biết, vào đêm ngày 3 tháng 4, sau khi tan ca ở một công ty thủy sản về nhà, chị em đã bị rắn cắn vào chân nên được người thân cấp tốc đưa lên Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng để điều trị. Tuy nhiên, sau khi thăm khám thì bệnh viện cho rằng chị em vẫn tỉnh táo, vết thương không giống vết rắn cắn nên chỉ cho nhập viện. Vài giờ sau, chị em đã tử vong. Anh Đinh Minh Khởi, người thân của chị em cho biết, gia đình nói rằng em bị rắn cắn nhưng bác sĩ không tin. Họ nói rắn cắn sao không bắt con rắn đó lên. Được biết ở quê vào ban đêm rắn cắn xong rồi chạy mất thì làm sao bắt nó lại được. Trả lời về việc này, bác sĩ Lạc thừa nhận rằng nhân viên y tế đêm đó chủ quan, cho nên không nghĩ đến việc chị này bị rắn cắn. Vết thương không rõ, chỉ bị trầy xước. Thưa quý vị, tiếp theo là bản tin cho biết trưởng công an xã nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động. Xã Thiên Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh là địa phương mạnh về xuất khẩu lao động, nhờ đó kinh tế ngày càng phát triển. Tuy vậy, sức hấp dẫn từ xuất khẩu lao động đã khiến cho một số cán bộ nơi đây xin rời nhiệm sở.
Hơn 4 tháng nay, Thiên Lộc không có trưởng công an xã. Để đủ tư cách pháp lý để ký các giấy tờ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã phải kiêm nhiệm. Sau khi ông Trần Đình Cảnh thôi chức trưởng công an xã vào năm 2016, đầu năm 2017, anh Lê Anh Thắng được bổ sung vào vị trí này. Tuy nhiên, đến cuối năm 2017, anh này xin nghỉ việc để đi xuất khẩu lao động. Được biết, lương trưởng công an xã chưa đến 3 triệu đồng một tháng. Trước câu chuyện này, một số cán bộ xã Thiên Lộc đã rời bỏ công việc địa phương để ra nước ngoài kiếm thu nhập. Không chỉ cán bộ xã, lực hút từ xuất khẩu lao động còn tạo ra một số khó khăn đối với cán bộ thôn. Nghi can lừa phụ nữ bán sang Trung Cộng đã bị bắt. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị truy tố đối với Phạm Thanh Sang, 32 tuổi, ngụ ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, và Trần Thị Sen, 33 tuổi, thường gọi là Thanh, ngụ ở huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, về tội mua bán người. Theo điều tra, thì Sen có chồng là người Trung Quốc và sinh sống ở huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam. Sen đã quen biết các chủ chứa mại dâm ở Trung Quốc nên thỏa thuận với Sang sẽ tìm các cô gái trẻ ở vùng quê miền Tây lừa bán Sang. Mỗi trường hợp, Sang sẽ trả cho Sang là 5 triệu đồng. Sang đã về gạ gẫm các cô gái ở miền Tây, hứa giúp ra Hà Nội đi làm nhân viên bán chè bưởi, làm nhà hàng hoặc karaoke với thu nhập từ 30 cho đến 40 triệu đồng một tháng. Sau khi nạn nhân đồng ý, Sang đưa ra Hà Nội rồi qua biên giới, giao những người phụ nữ này cho Tú Bà. Được biết, từ tháng 3 và tháng 4 năm 2015, Sang đã lừa 11 phụ nữ ở miền Tây đưa sang Trung Quốc. Trong đó có 2 nạn nhân bị khuyết tật, bị Sang chê xấu nên cho về Việt Nam. 9 nạn nhân còn lại, Sang cho thuê và chiếm hưởng 200 triệu đồng. Chưa kể 100 triệu đồng của gia đình 2 nạn nhân ở Vĩnh Long, gửi sang để chuộc con gái sau đó. Trong số các nạn nhân, có 2 người là vợ bạn của Sang. 2 nạn nhân làm được khoảng 20 ngày thì xin ra ngoài mua đồ, sau đó là lẫn vào đám đông rồi bỏ trốn được về Việt Nam. Khởi tố bắt giam 4 người trong vụ tàn trữ vũ khí tại Đà Lạt. Chiều ngày 9 tháng 4, Công an thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 người liên quan đến vụ phát hiện tàn trữ vũ khí quân dụng tại nhà số B13 Hàng Thuyên, phường 5, thành phố Đà Lạt. Các bị can gồm Trần Minh Tuấn, Nguyễn Anh Dũng cùng ngụ Hà Nội bị khởi tố về hành vi chế tạo, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Tô Mạnh Huy, ngụ Hải Phòng và Nguyễn Việt Anh, ngụ tại thành phố Hà Nội bị khởi tố về hành vi không tố giác tội phạm. Như đã đưa tin, sau vụ nổ súng xảy ra chiều ngày 4 tháng 4 làm 2 cha con ông Trương Công Bình và anh Trương Văn An ở thành phố Đà Lạt bị thương, cơ quan chức năng đã tổ chức khám xét nhà số B13 Hàng Thuyền, phát hiện hơn 3 khẩu súng quân dụng và hơn 160 viên đạn cùng nhiều hung khí khác. Nạn nhân đã mất trắng 4,2 tỷ tiền thật vì mua 18 tỷ tiền giả. Thưa quý vị, vào ngày 9 tháng 4, Tòa án Nhân dân tại thành phố Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Văn Hải, sinh năm 1996, 12 năm tù, về tội chiếm đoạt tài sản. Theo hồ sơ, thì Hải lập tài khoản Facebook có tên là Nhật Vi bán tiền giả để rao bán tiền giả với nhiều mệnh giá khác nhau. Tin tưởng, bà En ngụ ở đường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội đã chuyển cho Hải 4,2 tỷ đồng để mua 18 tỷ tiền giả. Sau khi nhận tiền, Hải đã cắt đứt mọi liên lạc. Biết mình bị lừa, bà này đã đến công an trình báo sự việc. Chiều ngày 3 tháng 4 năm 2017, công an phát hiện và bắt quả tang Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên khác rút tiền và chiếm đoạt tại một cây ATM trên địa bàn quận 12. Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận hành vi lừa đảo của mình. Ngoài bà En thì Hải còn lừa 10 người khác với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng bằng hình thức tương tự. Tiếp theo là một bản tin liên quan đến vụ dầu nhớt tràn ra đường khiến cho 4 người ngã xe máy làm cho nhiều người khác bị thương. Vào khoảng 7 giờ 45 phút sáng ngày 9 tháng 4 đã có 4 vụ ngã xe máy liên tiếp xảy ra tại tuyến đường Ngô Quyền, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng do dầu nhớt từ một chiếc xe tải chảy tràn xuống mặt đường khiến cho nhiều người bị thương. Nhiều người dân sống tại khu vực xảy ra vụ tràn dầu nhớt xuống mặt đường cho biết khoảng 7 giờ rưỡi sáng cùng ngày, một chiếc xe tải chạy theo hướng từ quận Ngũ Hành Sơn ra khu vực cảng Tiên Sa bất ngờ làm tràn một lượng lớn dầu nhớt từ trên xe xuống mặt đường và kéo dài khoảng 300 mét. Chỉ vài phút sau có đến 4 vụ tai nạn khiến cho nhiều người đi trên xe máy bị ngã xuống mặt đường dẫn đến bị thương. Ngay sau đó, người dân sống xung quanh đã dùng cát xây dựng để rải dọc đường có dầu nhớt và ghi biển báo tạm để người đi đường tránh.
Phòng Cảnh sát Môi trường Công an thành phố Đà Nẵng cũng xuống khu vực đường Ngô Quyền, nơi xảy ra hiện tượng tràn dầu nhớt để kiểm tra và truy tìm chiếc xe tải. Bác sĩ và thực tập sinh đã bị cha của một bệnh nhi đánh trọng thương. Sáng ngày 9 tháng 4, bác sĩ Vương Kim Đức của Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết, sự việc trên đã diễn ra vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 8 tháng 4 tại khoa nhi của bệnh viện này. Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh vào khoảng hơn 23 giờ ngày 8 tháng 4 đã có tiếp nhận một bệnh nhi là cháu Đức 14 tháng tuổi vào cấp cứu trong tình trạng sốt cao. Sau khi tiếp nhận bệnh nhân và thăm khám, bác sĩ Nguyễn Đình Phi thông báo cho người nhà biết rằng cháu Đức bị sốt cao 39,6 độ C, rồi yêu cầu người nhà cho cháu uống thuốc hạ sốt trước khi đưa vào giường bệnh. Ngay khi vừa dứt lời, bất ngờ người bố của bệnh nhi Đức đã xông đến đánh tới tấp vào mặt và cơ thể của bác sĩ Phi. Anh Trần Nhật Giáp, thực tập sinh chạy tới để can ngăn, cũng bị người này dùng tay đánh mạnh vào mặt, cơ thể, khiến cho anh bị thương nặng, chảy nhiều máu ở mắt bên phải. Theo bác sĩ Đức, ngay sau khi hành hung bác sĩ và thực tập sinh xong, người cha đã đưa con về nhà ngay trong đêm. Đây là lần đầu tiên tại khoa nhi bệnh viện xuất hiện tình trạng bệnh nhân đánh bác sĩ. Chiều ngày 9 tháng 4, Công an phường Bắc Hà thuộc thành phố Hà Tĩnh đã triệu tập đối tượng Nguyễn Hùng Kỳ để điều tra sự việc đánh trọng thương này. Kỳ khai nhận rằng đã uống rượu trước đó và từng có tiền án tội cố ý gây thương tích. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Việt Nam thành đến tỉnh ngày hôm nay cùng với Thi Nhung và Thiện Hạnh. Chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Xin kính chào. Xin thân ái, kính chào.